Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở góc đường Phùng Hưng và đường Hồng Bàng nha. Ở bên kia đường là Thuận Kiều ha anh chị, là tòa nhà Thuận Kiều ha. Và bên kia là chợ xe Tân Khai. Ở còn hướng Hồng Bàng, hướng chạy thẳng bên đây là mình về quận 5. Đó, mình đại học. Bệnh viện Đại học Y Dược ha. Và bệnh viện Hùng Vương. Ngã tư này là ngã tư của đường Châu Văn Liêm. Rẽ tay trái thì mình về bệnh viện Chợ Rẫy. Rẽ tay phải thì mình qua bưu điện quận 5 ha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị bất động sản nằm ở mặt tiền. Đó, mặt tiền đường luôn nha. Đó, căn nhà có pháp lý sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Ở khu nhà giàu nha. Rồi, ngay tấm bảng chỉ dẫn kìa. Thì đi thẳng mình sẽ về quận nhất, chợ An Đông á chị. Rẽ tay trái qua kia qua quận 11. Và lên cầu Chà Già thì mình về quận 8, bưu điện hướng hướng Châu Văn Liêm thì mình ra bưu điện quận 5 ha. Rồi Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. Ở đây có cái chợ gọi là chợ Thủ Đô nè. Thôi Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem luôn. Nhà mình ở mặt tiền nha. Ở khu nhà giàu, chợ Thủ Đô. Nhà hát Thủ Đô. Phùng Hưng này thì mình đi thẳng ra Nguyễn Trãi, rồi Sói Kình Lâm, Hương Xá Đồng Khánh ha. Đó, vị trí này thì thuận tiện cho anh chị mình kinh doanh nha. Ở mặt tiền kinh doanh, mở mắt ra là có tiền luôn nha. Ở đây thì buổi sáng thì mình cho thuê. Đó. Mình không có ảnh hưởng tới nhà mình, cho thuê được ở phía trước là 5 triệu, còn đi thẳng là Nguyễn Trãi ha, và Sói Kình Lâm nằm ở phía trước luôn nha. Đây, vị trí kinh doanh nha anh chị, cực kỳ nhộn nhịp luôn. Nhà thì có pháp lý sổ hồng riêng nha, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Rồi đi thẳng ngoài kia là ngã tư của đường Châu Văn Liêm và đường Lão Tử nha. Ở ngoài kia có cái ngân hàng ACB. Hồi trước đó là khu vực của nhà hát Thủ Đô anh chị. Đó, rồi nhà xưa là nhà hát Thủ Đô. Bây giờ là chợ Thủ Đô. Ở căn nhà mình là ngang 4m, sâu vào 5m ha, vỉa hè trước nhà nữa nha. Hai cái sạp này là hàng sáng, buổi sáng là cho thuê. Đó, cho thuê được 5 triệu tháng ha. À, không có ảnh hưởng, không người ta không có vô nhà ha, là chỉ ở ngoài thuê phía trước này thôi ha anh chị. Ở ngay chợ luôn nha. Buổi chiều thì bán đồ ăn, đồ uống, há cảo đâu nè. Và hay là sau này có cái đường này, cái đường này thì đường Lão Tử thì sau này nó cũng đang mở cái phố ẩm thực nha anh chị. Ở nhà mình có cái vỉa hè trước nhà. Ở vỉa hè trước nhà mình ha, để xe được trong đây, trên đây luôn. Tường ốp cao ráo hết, địa chỉ của căn nhà mình nè, 52D đường Lão Tử, phường 14 quận 5 nha anh chị. Ở đây là phường 14 của quận 5. Gần ủy ban dân quận 5 ha. Rồi Đại học Y Dược, bệnh viện Đại học Y Dược ha. Rồi bệnh viện Hùng Vương. Đó, hai lớp cửa lận nè. Nhà mình thì hai lớp cửa lận. Rồi một lớp cửa kéo, ở trong một lớp cửa kính. Tường ốp cao ráo sạch sẽ hết. Ở trên này cái lầu trên của tầng mình. Đó, có vỉa hè thuận tiện cho anh chị mình kinh doanh nha. Ở gần ngay đi đường Lão Tử, đi đường Lão Tử bên này thì đi Châu Văn Liêm vào cũng được ha. Hoặc là mình đi đường Phùng Hưng. Đó. Khu vực kinh doanh luôn anh chị. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 3 tỷ 780. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Đó. Giá thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Hai cái sạp này, cái sạp này, sạp này với cái sạp này thì hàng tháng là mình có tiền. Đó. Người ta thuê ha, mình muốn cho thuê thì để trống mình tự kinh doanh. Đó. Trước nhà của mình nè, đó mình có vỉa hè để xe ha, để mấy chiếc xe đây, mở tiệm nail chẳng hạn ha, làm tiệm nail rồi ok nha. À, mặt tiền luôn, địa chỉ mặt tiền luôn.
phường 14 của quận 5, ngang là 4m và sâu vào 5m nha. Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem á. Rồi cái cửa nè, cửa lùa ha, nhà mình thì cửa là cửa lùa. Rồi mở rộng ra đó. Ngon lành ha. Tường ốp cao lên dán nhựa, này là nhựa giả đá, dán cao lên tới trần thạch cao ở trên, đóng la phong ở trên luôn nha anh chị. Đó, đóng la phong ở trên luôn, xài đèn led hết. Hướng nhà của mình là hướng nam anh chị, hướng nhà của mình là hướng nam ha. Đó, xung quanh thì chủ ốp nhựa PVC giả đá hết. Rồi điện chính, nước chính ha. Điện âm tường hết nha anh chị. Ngang 4 sâu vào 5. Vỉa hè trước nhà nữa nè. Đó, tính luôn vỉa hè trước nhà là dài, dài lắm nha. Hè này cũng được 3 ô gạch 6 tấc kiên khúc ngoài kia nữa ha, 3 ô gạch rưỡi luôn. Đó. Đường đúng chuẩn của phố cổ hồi xưa nha anh chị. Đó, mình quan tâm tới căn nhà này, 52D đường Lão Tử, thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình ha. Nhớ là hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà này ha, và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Mặt tiền đường Lão Tử, phường 14, quận 5, hay còn gọi là chợ nhà giàu, chợ thủ đô, nhà hát thủ đô. Đó, gần sói Kình Lâm, chợ vải, Hương Xá Đồng Khánh đó anh chị. Đó, mặt tiền kinh doanh. Buổi sáng thì có hai sạp bán hàng ở đây. Đó, mình cho thuê 5 triệu, mở mắt ra có 5 triệu ha. Và trong đây mình có thể cho thuê được nữa. Mở tiệm nail, đó, quá ngon lành luôn ha. Tiệm nail, tiệm tóc gì ha anh chị. Đó, mặt tiền rất là dễ kiếm tiền ở khu vực chợ nhà giàu này luôn ha. Ta gọi là chợ nhà giàu. Những món hàng rất là sạch, ăn uống ở đây rồi cũng giá cũng đã lắm á. Ở khu nhà giàu mà. Rồi ở đây thì còn một cái cánh cửa lùa nữa nha. Ở đây còn cánh cửa lùa chia cắt giữa không gian bếp và phòng khách phía trước nhà anh chị. Ở nhà này thì mới anh chị mình vào ở ngay, một trệt một lầu. Nó thuận tiện cho chị mình kinh doanh. Thuê nguyên căn thì mình được hưởng phần người trước nữa ha. Giá là 3.780 nha. Giá này còn thương lượng thêm cho chị mình mua bán nhanh. Cửa phòng ngủ nhà vệ sinh á, cửa nhà vệ sinh thì cửa nhôm Sipa, kính cường lực mờ, tường ốp cao ráo hết nha anh chị. Van vòi là sử dụng đồ inox hết nha. Ở một hồi nguyên khối nè, tường ốp xung quanh là tường ốp cao lên tới trần thạch cao hết rồi. Ở điện âm tường hết á. Và vị trí này thì có làm cái sàn nước nhỏ để cho anh chị mình để thịt cá đồ ở đây ha. Nó giặt chủ với đồ có đường nước xả ống này luôn, có cái ống nước chỗ này luôn nè. Rồi không gian bếp thì bếp thì mặt bếp sẽ đá hoa cương rồi, ở bồn rửa ha. Đây có cái tủ nhôm ở dưới này. Đó, xung quanh ở đây, ở trong vị trí ngoài sau bếp này thì chủ cũng ốp tường nhựa giả đá lên tới trần hết. Đây có cái quạt hút nữa nè. Cầu thang thì cầu thang gỗ đi lên, xung quanh chủ dán nhựa và đá hết luôn. Đó, nhưng xin nhắc lại là nhà mình sổ hồng riêng nha, mua bán ký công chứng sang tên nha. Sổ hồng vĩnh viễn nha anh chị. Nếu mình thấy phù hợp bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân ha, qua số điện thoại là 0822 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Giá cả là còn thương lượng thêm với chính chủ nha. Ở cho Nhân đi lên trên cho anh chị mình xem cầu thang gỗ ha. Cầu thang gỗ đi lên. Rồi đây cái cửa nhôm. Và vị trí ở trên tầng 1 này thì chủ để suốt, chủ dán nhựa PVC cao lên đụng trần luôn nha anh chị. Rồi đây mình để suốt làm một cái phòng ngủ lớn chỗ này. Đó, cửa ốp lại, gắn máy lạnh trên đây được ha. Làm tủ âm tường vị trí này thêm cũng được. Hoặc là mình có thể chia hai phòng ngủ ha anh chị. Đó. Xung quanh này dán nhựa PVC cao lên tới trần hết rồi. Ở vị trí này thì có khung sắt bảo vệ, có cửa sổ, có quạt hút luôn nha anh chị. Ở nhà thì pháp lý rõ ràng, hoàn công. Ở nhà là sổ hồng vĩnh viễn nha. Rồi mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị, mình hãy liên lạc với Nhân ha, qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Hoặc có bất động sản cần ký gửi, anh chị mình
liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39. Nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch nha. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Đó, quay nhà không có tốn phí gì hết ha. Đó, sổ hồng riêng hoàn công. Đó, sổ hồng vĩnh viễn ha. Rồi, Nhân đi xuống dưới cho anh chị mình xem sơ một lần nữa ha. Và kết thúc video quay nhà ở đây. Mình thấy ưng căn nhà này thì mình liên lạc để mình xem ha. Qua số điện thoại của Nhân là 0922 ha, 39 39 39 để được xem nhà nha anh chị. Rồi, mình đi xuống dưới cầu thang gỗ. Rồi có không gian bếp, nhà vệ sinh ha, đầy đủ, chủ làm dán nhựa PVC hết căn nhà này luôn. Mặt tiền 52D đường Lão Tử, ở đây là phường 14 của quận 5. Về tiện ích thì căn nhà này không thiếu gì luôn. Trước mặt là chợ ha, chợ nhà giàu nè, chợ thủ đô hay còn gọi là chợ Phùng Hưng. Rồi chợ vải khói Sói Trình Lâm, thương xá Đồng Khánh, gần ngay Thuận Kiều ha. Đi đường Phùng Hưng vào cũng được, đi đường Châu Văn Liêm. Ở Châu Văn Liêm mình thì có bưu điện quận 5, chợ. Rồi thì ngoài Châu Văn Liêm thì có thêm cái là chợ Kim Biên nữa, ở gần chợ Bình Tây, khu chợ lớn nữa ha. Rất là nhiều tiện ích. Về trung tâm thì mình có như là các bệnh viện, như là bệnh viện Đại học Y Dược nè, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Chợ Rẫy. Rất là nhiều tiện ích xung quanh ha. Rồi đi thẳng tí xíu quận 5 thì có chợ An Đông. Đó, mặt tiền thì mở mắt ra là có tiền đi. Vỉa hè ha, vỉa hè chủ lót gạch sạch sẽ hết. Đó, chủ lót gạch sạch sẽ hết. Bên đây thì cho thuê một cái, bên đây một cái là hai sạp ha. Và mở mắt ra là có 5 triệu hàng tháng ha. Đó, khu này ta gọi khu nhà giàu, chợ nhà giàu, chợ thủ đô. Đó, sau này có mở thêm cái phố ẩm thực ngay vị trí con đường này ha. Buổi tối sẽ mở đông hơn, mở từ sạp ha. Đây có mấy cái ô nè. Nó pháp lý rõ ràng. Sổ hồng dịch diện, mua bán thì ký công chứng sang tên ha. Mình hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình. Đi ra ngoài đây tí xíu cho anh chị mình thấy được nhiều tiện ích hơn nữa nha. Ở đây gọi là giữa trung tâm luôn, gần ngay bưu điện quận 5 nè. Bên kia thì có ngân hàng ACB. Đó, đường này ta gọi là đường Lão Tử. Đó, mặt tiền có vỉa hè. Mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà. Nhớ là nhấn like video ủng hộ kênh ha, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Ở đây mình có cái tiệm nail nè, mình làm giống vậy ha. Ở đây mở cái hàng ăn hàng uống, bắt đầu tối ta mở lên hàng ăn hàng uống rất là nhiều luôn nha. Đó, anh chị nào mình đang kinh doanh thì thấy mặt tiền này phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Đó, ngoài kia là chạy hẳn ra ngoài đó là ngay vị trí là bưu điện quận 5. Đó, bưu điện quận 5 rồi lên cầu chữ cầu dài dài mình qua quận 8 rồi hoặc là đi đại lộ Đông Tây về quận nhất. Ở đây là Châu Văn Liêm và Lão Tử ha. Bên kia là ACB, trước là vị trí này là nhà hát thủ đô anh chị. Đó, mình nói là nhà hát thủ đô là sẽ biết rồi ha. Rồi Châu Văn Liêm. Ở đây mặt tiền hồng bàng, hướng thẳng bên kia là quận 11 ha. Về chợ Thiết, Lê Minh Tân, Lê Đại Hành. Rồi bệnh viện Chợ Rẫy, chợ xe Tân Khai. Đó, trung tâm nên rất là nhiều tiện ích luôn. Rồi mình xem bất động sản này, nếu thấy phù hợp hoặc là anh chị mình đang kinh doanh ha, kinh doanh ngành nghề nào thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Và đừng quên nhấn like, ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Mình thấy bạn bè người thân mình đang tìm nhà, đang có nhu cầu mua nhà thì mình chia sẻ video này đó, nếu có cho bạn bè người thân của mình, để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha.
và mình cũng giúp cho bạn bè người thân mình tìm được căn nhà mặt tiền dễ kinh doanh, khu vực là mở mắt có tiền luôn. Rồi nhân xin chào và hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình.